Washington và Seoul đang tiến hành các bước để tìm nơi đặt hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, giữa lúc ngày càng có nhiều phản đối và tranh luận về việc liệu giá trị của biện pháp răn đe bổ sung này có tương xứng với nguy cơ làm Trung Quốc xa lánh cũng như khiêu khích Bắc Triều Tiên hơn nữa. Thứ trưởng về chính sách quốc phòng Nam Triều Tiên Ryu Jae-seung hôm 13 tháng 7 công bố rằng một địa điểm ở gần hạt Seongju ở miền Đông Nam đã được chọn để triển khai hệ thống THAAD. Ông nói, nếu chúng ta vận hành hệ thống THAAD ở Seongju, chúng ta sẽ có thể đảm bảo chắc chắn về sự an toàn của người dân sinh sống trên một nửa cho đến 2/3 diện tích đất nước trước mối đe dọa hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên, trong khi tăng đáng kể năng lực bảo vệ các cơ sở quan trọng của nhà nước như các nhà máy điện hạt nhân và khu lọc dầu, cũng như khả năng và sự sẵn sàng bảo đảm sức mạnh quân sự của Liên minh Nam Triều Tiên-Mỹ. Lời phỏng đoán về khả năng THAAD sẽ được đặt tại khu vực này đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình từ các nhóm lo ngại rằng việc triển khai quân sự này có thể làm các cộng đồng của họ gặp nguy hiểm. Hơn 5.000 người đã biểu tình tại Seongju hôm 13 tháng 7. Khoảng 3.000 cư dân tại hạt Chungguk lân cận đã biểu tình chống THAAD hôm 9 tháng 7. Có tin nhiều nhóm đang lên kế hoạch thực hiện kiến nghị để đảo ngược quyết định của quân đội dựa trên những cơ sở lý luận là người ta chưa xem xét đúng mức các tác động môi trường và kinh tế của việc triển khai. Trong thông báo hôm 13 tháng 7, Thứ trưởng Quốc phòng Ryu cho hay các cuộc đánh giá đã chỉ ra rằng THAAD sẽ không tạo ra các tác động tiêu cực về sức khỏe và môi trường trong khu vực và sự an toàn của người dân sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì.